không có được đừng khoe người khác nha. Trời ơi, kẹt mắt kìa. Đông mai. Sao cái mỏ của em đỏ vậy ta? Hồi nãy em mới uống nước màu đó chị, chứ không có son môi gì hết á. Nước màu gì vậy? Màu đỏ vậy chị chứ. Chứ đợi lên camera cho em dậy quá vậy ta. Trời ơi, tự đánh cục rổ cho người. Không đâu, em nói rằng em ngồi đây cho mọi người uống, em muốn dậy đi đời chậm lại. Trong cái phòng này đâu có ai nhận em là đàn ông đâu, em thấy không? Mình quay trong chỗ nào mình năng thiếu vậy? Ngồi đây không thể. Mình ngồi. Ghê quá à, cái người ngồi đây vậy? Ôi ai cái góc nghiêng này giống BD ghê luôn á nha. Trời ơi. Ủa em có bị tổn thương đâu hả? Chị nghĩ là em phải quen cái chuyện này rồi chứ. Quá quen rồi chị. Nó quen những tổn thương của người Grace. Ai mà nói em men á, nó mấy kỳ cục á. Đó là chị, em men đó chị. Thì em men thử không? Anh Trung, giờ này công việc sao anh? Anh vẫn như thế. Đó thấy chưa, người đàn ông men làm ta như vậy đó. Đó thấy không, người đàn ông men thấy người ta như vậy đó. Em thấy không, em gồng cũng đâu có nổi được người ta đâu. Ủa chương trình này 4 tiếng Thi làm cái gì vậy, chương trình này như làm MC em, dạ không, em thi với lại bỏ thi. Ai cứ thi. Ủa 4 tiếng là mình set up luôn hay sao chứ? Hay là chỉ là... Quan trọng đấy là nó còn tùy thuộc vào Facebook ấy. Chị đang thắc mắc là sao Huy ít khi nào nhuộm tóc ta? Dạ. Em ít khi nào nhuộm tóc thì đúng rồi. Anh nhuộm thì... Lúc nào mà anh nhuộm thì... Màu trắng. Nhuộm lần sau về nhà tóc mình nó chảy hết luôn hết. Sau đó cứ trung thành những cái màu này vậy đó hả? Màu đen. Chị đó BD quá mà đúng không? Sao? Tôi không có giải đâu. Hoàng đá là cũng được, hoàng đá cho nó lên là chị có biết, chị có biết rồi. Chưa có biết cái trang rồi. Quay nhạc nhạc giống như anh nhưng mà anh bổ. Ủa Huy biết đá banh thì không? Người ta có gọi là tiền đạo cấm không? Tiền đạo cấm là gì? Tiền đạo thân thiện. Em cấm ngay thẳng bu người ta luôn. Chỉ đợi đồng đội đưa anh vô làm cấm cái đó thôi. Không thể làm dài được nên được. Không rồi, còn cái đó đi đá cái trận gì ở Bình Dương anh? Ừ. U Nam đá với đội đó. Ê, ngày cuối tuần này U23 lên nè. 2-6-2 gì á, thằng Vinh nó đá vào lưới nhà đó một quả. Có hâm mộ anh nào không? Em hả? Em hâm mộ Huấn Luyện Viên. anh bắt cơ. Ờ. Thế đó hâm mộ không? Anh ngồi cái clip quảng cáo ông ngày xưa á. Dễ thương ha. Ờ, thiệt á. Dễ thương, dễ sợ. Trời ơi, cu te. Giờ làm thôi. Mới cái đây 2 hôm thì mọi người mới biết chính xác tên, đọc tên đúng của ông ý. Bác Hàn Sơ. Ông là Bác Hàn Sơ. Bác Hàn Sơ. Sơ, cậu căng ở Sơ Un đó hả? Ừ, Hàn Sơ ấy. Thế mà Việt Nam mình cứ các biên tập viên với cả các MC đó là Bác Hàn Sơ với Bác Hàn Sơ. Bác Hàn Sơ. Ngày mùng 4 này anh vô Thống Nhất, giao lưu. Anh em. Nhưng mà đâu có cho lép vô đâu chị. Thì em select mà em vô em nguyên choi thôi, tức là không có cho lại gần hay là không có cho mà nói chuyện không được, thoải mái. Em làm gì vậy, đâu có nổi tiếng bằng em đâu, em mắc cười quá à. Nghĩ sao vậy, chừng mình lại bận đi đâu. Ừ, nhưng mà ngày đó em đi nguyên choi mà Huy. Dạ đúng rồi. À, em mê vậy thì ngày đó mà. Nếu mà mê bóng đá thì vẫn đi được ra sân Thống Nhất để đu bám chứ hả? Chắc em sẽ set up một kèo anh Trung, hay là mình làm một cái trận giữa đội nghệ sĩ và đội khai bá. Ừ, cũng được. Ừ, làm cái đó vui á. Thì bên đấy là nếu mà đá 11 thì bên đấy chỉ đá 6 thôi. Sao 6 giữ gì anh Trung? Bên đá 6 còn 11. Đá 5 thôi.
chắc 43 vậy thôi chứ thủ môn là tiền đạo cái hậu vệ được rồi chứ lắm gì nhiều. Trời em không biết cái giới cái giò này còn tự Huy nó đá banh. Em chạy ghê lắm đó, em chạy trước banh không à. Bắt giờ dí kịp em đâu. Đâu banh nó chạy không à. Anh mình chơi đá banh nhưng chơi banh bầu dục vậy đó. Chạy ôm banh không à. Em cứ tưởng là nó mê Tiến Dũng chứ. Không mê Tiến Dũng hả? Có khăn nước không? No. Em chỉ Hàn Quốc diễn viên thôi. Xuân Trường cũng không mê luôn. Này Son này. À, Xuân Trường là một mẫu hình rất là ngưỡng mộ, okay, bình tĩnh, điềm đạm. Không, có đi bờ môi lắm vợ. Đúng, đúng. Hai bờ môi không? Bờ. Kỳ vậy, để em nói cho em. Không, lấy chân để cắt nước. Bây giờ mới lộ ra là không có men nè. Nhắc tới Xuân Trường mà mới lộ ra là không có men nè. Cái gì, trời ơi. Xuân Trường là những hành động nhẹ nhàng, tình cảm, tình độ. Mà ông quá, một người rất là tinh tế. Tại vì Huy không bao giờ được như vậy. Tại vì em thì chắc em sẽ giống như là mấy cái ông giống như là trong đội bóng thì sẽ không giống mà em giọng lên trời ơi, không phải là có thể lực nhiều mà anh được. Em ra sân bóng đi chạy vòng 5 phút, 5 phút nhạc, một vòng sân là em phải bơm oxy rồi. Hả? Sao lẹ vậy? Bơm oxy, thở không nổi. Ê, nếu mà gặp huấn luyện viên Park xong rồi em sẽ làm gì? Em đơ. Đầu tiên sẽ mời ảnh đi ăn đồ nướng Hàn Quốc. Ê, ảnh thích ôm hôn người ta lắm đó nha. Em thấy rất là dễ thương, rất là cute. Biết rồi, nhưng mà ảnh thích ôm hôn người khác lắm đó nha. Huấn luyện viên Park đó. Vậy là chung sở thích với em. Trời ơi, ổng hôn em cái, em hôn lại ổng cái hả? 10 cái. Em bonus không à? Qua xuân em sell up. Không chịu giá tao khuyến mại à. Em không chịu giá nữa.